Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bước tiếp theo khi sử dụng phần mềm Abivin Virus, đó là chuẩn bị dữ liệu về người giao hàng. Như lần trước, bạn có thể thực hiện theo hai cách. Cách thứ nhất là tự động đồng bộ dữ liệu về hệ thống ERP có sẵn. Cách thứ hai là nhập dữ liệu thủ công. Về cách đồng bộ dữ liệu với hệ thống ERP, bạn có thể xem video trước tại đây. Nếu thực hiện theo cách thứ hai, bạn cần chuẩn bị dữ liệu theo mẫu có sẵn của hệ thống. Trong video này, chúng ta sẽ thao tác với tệp dữ liệu mẫu của người giao hàng. Bước thứ nhất là lấy dữ liệu mẫu. Để làm điều này, bạn hãy bấm vào phần hướng dẫn sử dụng và dấu hỏi chấm. Bạn vào mục khởi tạo người giao hàng, tải lên. Và bạn hãy tải tệp dữ liệu mẫu tại đây. Bước thứ hai là nhập dữ liệu. Sau khi thực hiện bước thứ nhất, thì tệp CSV bao gồm thông tin về người giao hàng sẽ được tải về máy bạn. Lần này bạn cần nhập thêm những thông tin về mã người giao hàng cũng như là tên đăng nhập cho người giao hàng trên ứng dụng điện thoại, mật khẩu trên ứng dụng điện thoại cho họ, những thông tin cá nhân như tên người giao hàng, email, số điện thoại, thời gian bắt đầu làm việc, thời gian nghỉ làm, loại xe, thông số trọng tải, mức làm quá giờ, thời gian làm quá giờ, thời gian nghỉ trưa, thời gian quay lại làm việc, chi phí xăng dầu, mức lương, tốc độ cho phép. Khi đã nhập đủ thông tin cần thiết, bạn hãy lưu tệp CSV này lại. Bước thứ ba là tải lên tệp dữ liệu. Để tải lên thông tin về người giao hàng, bạn chỉ cần vào mục người giao hàng, upload dữ liệu, rồi chọn tệp CSV mà bạn vừa lưu lại. Thông báo hiện ra, tức là bạn đã upload dữ liệu thành công. Trong trường hợp bạn nhập sai một trường dữ liệu nhất định, thì khi tải lên, hệ thống sẽ thông báo cho bạn chính xác lỗi sai ở đâu. Ví dụ khi tôi để trống phần mã người giao hàng như thế này, thì khi tải lên, hệ thống sẽ hiện ra thông báo như thế này. Ngoài ra, đối với người giao hàng, bạn còn có thể sửa những thông tin cơ bản ngay trên giao diện web bằng cách bấm vào nút sửa. Nếu bấm vào nút thêm cột, thì bạn sẽ có thêm nhiều thông tin để sửa hơn. Hơn nữa, bạn cũng có thể thêm người giao hàng bằng cách bấm vào nút thêm mới. Tuy nhiên, những thông tin ở đây khá là cơ bản và không thể đầy đủ như khi bạn sửa trên tệp CSV. Trong video tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn khởi tạo cấu hình hệ thống. Chúc các bạn thành công!